6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức kiểm tra 124.000 lượt cơ sở, phát hiện 49.000 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục. Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6.230 trường hợp, tạm đình chỉ 846 trường hợp, đình chỉ hoạt động 1.650 trường hợp. Theo báo cáo chính phủ chuẩn bị cho phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới, tình trạng cháy, nổ mặc dù đã được kiềm chế, nhưng cháy, nổ tại các khu công nghiệp, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở tập trung đông người, quán karaoke, quán bar còn diễn biến phức tạp. Một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Trong đó, các vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố thiết bị điện, sau công tơ tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Dự kiến, hết quý 3 năm nay, Chính phủ sẽ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136 và nghị định số 83. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình. Thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ngày 18 tháng 9, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, Sở đang cho tạm dừng hoạt động 12 cơ sở kinh doanh lưu trú theo mô hình homestay trên núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Theo Ủy ban Nhân dân xã An Hảo, tất cả các homestay trên núi Cấm đều hoạt động tự phát, chưa có bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Tính đến thời điểm này, có ít nhất 12 homestay đã đón du khách lưu trú qua đêm. Đại diện chủ các homestay nói trên bức xúc cho rằng, việc tỉnh An Giang đột ngột dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Các chủ homestay này bày tỏ mong muốn sớm được chính quyền, ngành chức năng địa phương hướng dẫn thực hiện các thủ tục đúng quy định pháp luật. Ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ký ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện thu hồi đất và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Phú Tân. Theo đó, qua thanh tra, phát hiện trong tổ chức thu hồi đất, lập, thẩm định phương án có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm như đối với dự án trụ sở hành chính thị trấn Cái Đôi Vàm, việc tính chi phí vào đất lấy theo số liệu kê khai của hộ Nguyễn Văn Sơn và bà Lê Thu Thủy. Tại thời điểm lập hồ sơ bồi thường có xác nhận của Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm, không có hồ sơ, chứng từ chứng minh là chưa phù hợp. Ngoài ra, tại dự án cầu bắc qua sông Cái Đôi Vàm, địa phương tính bồi thường cho hộ Nguyễn Trung Lập Trần Thùy Trang. Phần nhà sàn nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, bị ảnh hưởng hành lang thi công với số tiền 846 triệu đồng là không đúng. Đối với dự án hệ thống thủy lợi tiểu vùng 2, 3, 5 Cà Mau, dự án này vận động người dân hiến đất nhưng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân chưa thu hồi và chỉnh lý phần diện tích đất người dân hiến. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm tổ chức và cá nhân có liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân kiện toàn, củng cố bộ phận tham mưu, nâng cao năng lực áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, năng lực quản lý và kiểm tra. Chiều ngày 18 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư, 32 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, một người phụ nữ đưa con ruột, 2 tuổi, đến gửi tại cơ sở giữ trẻ nhóm trẻ Minh Ngọc do Phan Ngọc Minh Thư làm chủ rồi đi làm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu bé khóc, có biểu hiện mệt và uống mình nên Thư gọi điện thoại cho mẹ của bé đến rước cháu về. Khi ông ngoại cháu bé đến nhà trẻ thì thấy cháu ngất xỉu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước khi đến trung tâm y tế huyện Châu Thành. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của cháu bé là sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kính, đứt vỡ động mạch mạc treo. Quá trình điều tra xác định, bị can Thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn giữ trẻ, một mình đảm nhiệm nhiều công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu nên không quản lý được, trong lúc giữ trẻ đã vô ý làm cháu bé tử vong. Ngày 18 tháng 9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân TP.HCM đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử 94 bị cáo trong vụ án hỗn chiến tại quán Ốc Hương, quận Bình Tân, TP.HCM.
Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1996, 10 năm tù, Dương Đại Trí, sinh năm 1990, 11 năm 6 tháng tù. 16 bị cáo khác đồng phạm với Thành và Trí về 3 tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng từ 3 năm 9 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hồ Chí Linh, sinh năm 1993, 4 năm 6 tháng tù và Trần Thanh Tuấn, sinh năm 1984, 6 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng phạm Linh và Tuấn cùng tội danh gây rối trật tự công cộng, 71 bị cáo bị tuyên từ 3 năm 11 ngày tù đến 3 năm 6 tháng tù. Về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Phạm Anh Kiệt, sinh năm 2004, 3 năm 3 tháng 2 ngày tù. Đào Minh Thiện, sinh năm 2004, 2 năm 8 tháng 26 ngày tù. Lê Tuấn Kiệt, sinh năm 2005, 2 năm 6 tháng 6 ngày tù. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên, đủ răn đe, giáo dục,